Hello, xin chào tất cả các anh các chị đang kinh doanh trong lĩnh vực giày dép. Em là Nguyễn Như Anh, chủ sở sản xuất dép. Đối với anh chị, trong kinh doanh thì điều gì là quan trọng nhất? Có phải là tiền hay là không? Đối với em anh thì vấn đề về tiền nó có quan trọng, nhưng mà nó không phải là yếu tố cốt lõi anh chị ạ. Cái yếu tố của cốt lõi nó không phải là tiền. Yếu tố chính nó không phải là tiền. Tại vì đơn giản em anh lên Sài Gòn bằng hai bàn tay trắng, nợ nần rất là nhiều từ gia đình. Và em anh phải đi trả nợ, mình không có cơ hội để được thua ở trong cái ván bài về kinh doanh. Mình không có tiền, mình đi bốc hàng, mình chạy Grab, mình làm công nhân ở công trường, ở quận 9, ở khu công nghệ cao, làm tất cả đủ mọi ngành nghề. Và mình không có tiền. Nhưng mà mình có một thứ, đó là ý chí. Ý chí của em anh cực kỳ mạnh, phải nói là siêu mạnh. Nếu mà đứng gần cái thằng nào mà có ý chí lớn hơn khả năng em anh, có khả năng lớn hơn thằng đấy luôn. Cho nên, cái vấn đề quan trọng cốt lõi đó là anh em mình phải đặt cho mình một cái mục tiêu lớn, một ước mơ lớn, một cái dream lớn vào nhá. Và cái thứ hai là ý chí của anh em mình cần phải nó sắt đá, nó kiên cường, ý chí thép ấy. Thì trước sau gì anh em mình cũng thành công. Em anh tin chắc chắn là rằng trước sau gì anh em mình cũng thành công. Nếu như mà trong tim của anh em mình có cái sự khao khát rất là lớn, đó là mình khao khát có cái sự thành công, thì trước sau gì mình cũng thành công. Còn nếu như mà anh em mình sinh ra trong một gia đình giàu, có rất là nhiều tiền bạc, bố mẹ cho, thì đấy là một điều tuyệt vời. Nhưng mà đấy không phải là yếu tố thành công. Nếu như anh em mà sinh ra trong một gia đình giàu mà anh em không có ý chí, không có khát khao, thì chẳng khác gì những cái con gà công nghiệp. Mà chắc chắn trên thị trường sẽ có những cái thằng như em anh, ý chí mạnh như em anh, sẽ lấn át hết toàn bộ tất cả những cái bọn đó. Lấn át toàn bộ. Cho nên em anh rất là khao khát giúp đỡ anh em có được cái ý chí lớn và truyền được cái ý chí lớn này cho toàn bộ đội ngũ của em anh ở trong cái lĩnh vực bán dép này. Chỉ cần có ý chí lớn, chúng ta sẽ làm nên được tất cả anh chị em ạ. Còn anh em thì như thế nào, comment xuống và đừng quên follow kênh, để lại lời bình luận để chúng ta được chia sẻ và gặp gỡ nhau nhiều hơn anh chị em nhé. Xin chào.